Anh Vinh đúng không? Nửa tiếng cũng chưa, nó chưa có nguội luôn. Ủa chạy sao anh? Ê! Cái gì ghê vậy? Em mua mới được một năm. Vậy thôi đổi xe. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Vinh 07. Cảm ơn các bạn đã giúp Vinh chạm tới 500.000 sub. Thật ra thì nhờ các bạn thì Vinh mới có ngày hôm nay, chứ nếu mà không có các bạn thì kênh Vinh không phát triển được giống như ngày hôm nay đâu. Hôm nay mình sẽ review với các bạn đó là con Subaru 600 2014 của Vinh. Thì cái đời này thật ra ở Việt Nam mình khá là hiếm, khá là ít. Lúc trước đập thùng nó rất là mắc tiền, thử là không có được nhiều người chơi á. Cái bản này thì mình sẽ tháo dàn áo ra để mình nghịch một chút trước khi mà mình đổi vơ. Thì trước khi đổi vơ thì mình sẽ tổng kết lại với các bạn những món đồ chơi mà mình đã lên nha. Và bên đây có con CB 650 ngoài. Ken các bạn, thật sự là nguyên bản luôn, bô zin rồi kính rồi chưa thay gì luôn. Thì cũng là cái nơi này mình đã quay cái xe của Tâm Võ, một em ở dưới Tây Ninh của Vinh, là lên con này cũng full đồ chơi rồi. Cho nên cũng có duyên, góc này mình quay rất là nhiều xe. Về cái con nón bóc này thì các bạn thấy được là khá là nhiều người đội cái nón này, rất là hot đúng không các bạn? Không biết cái nón ai, nên không biết xe ai, nên mình cũng không thể nào mà mình review được. Đại khái là vậy thôi. Ok, mình sẽ quay lại cái vấn đề là nếu có dịp thì mình sẽ cho các bạn biết được là sự khác nhau của con CB 650, CBR 650 và CBR 600 thì Honda họ phân biệt ra như vậy. Ủa anh đang quay hả? À, không sao, anh chỉ lên máy sơ thôi. Sorry nha. Dạ. Ok, mình sẽ quay lại xe mình nha. Trước khi mà chúng ta nói về những cái món khác thì quay ra làng quỷ. Ủa, đâu vậy? Anh quen quá vậy? Anh Vinh đúng không? Ừ, ai vậy? Ủa, thật ra em ở chung xóm với anh nè. Chung xóm nào, ở đâu em? Ở đó là Quỳ Một đó. Trời ơi. Quen chưa? Nhớ chưa? Con nhỏ này nó là một... nó lớn lên với mình mấy bạn. Ba má khỏe không? Khỏe. Có gì cho anh gửi lời thăm nha. Trời ơi, hồi xưa á là nhà Vinh trong khu Bình Thới, quận 11. Trời ơi, đâu đây vậy? Em đi tập xong đi uống cà phê. Xa quá bạn, quận 11 là luôn quận nhất uống cà phê. Nó để đam mê thì hồi xưa là nhà Vinh làm karaoke á, là hay qua nhà ba má con bé này lấy nước ngọt với lại bia. Ủa anh đang review xe hả? Quay xe em luôn đi. Mới mua. Trời ơi, dậu, trời ơi. Các bạn bán bia đó các bạn. Ok, cho đây. Sao? Trời ơi, thầy nhìn cái nắp bóc rồi nó nghi rồi. Cái lông mọi người. Qua đây coi, giới thiệu các bạn đi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Các bạn kìa. À, mình tên là Kim Nga. Mình biết anh này cũng mười mấy năm trời rồi mà hôm nay mới được quay clip của ảnh á. Ê, cái này mà người ta nói diễn á, chắc là người ta không tin đâu. Nhưng mà thật sự là tụi mình cách nhau cũng năm số tuổi gì á. Đúng không? Mà anh đi rồi từ lúc đó cũng không có liên lạc gì với nhau đó các bạn. Đồ hôm nay lớn dễ sợ. À, sao? Em có làm YouTube hay là TikTok gì không? Mình có quay TikTok á. Qua follow TikTok của mình đi, TikTok anh Vinh không ai coi á. Đừng coi. Trời ơi, TikTok mình ế thiệt. TikTok em là gì? Kim Nga nóng bóc hồng. Đúng rồi, anh để bên đây. Ok. Nói chung là đây thật sự là một cái nó rất là hy hữu các bạn. Trên đây chắc khoảng gần 45 phút đúng không? Em chạy lên quận nhất á. Dạ. Mà sao biết quán này vậy? Tại vì em thấy blog của anh hay quay đây nè. Cái em muốn thử, thấy cũng được. Trời ơi trời. Ok, chúng ta sẽ cùng vào Miron xe của mình là xe bé Nga nha. Mình sẽ tiếp tục trò chuyện với các bạn sau. Coi là Nga có phù hợp với lại con CBR 600 này không? Tại vì trên kênh anh á, rất là nhiều bạn muốn so sánh là 600 và 650 nó khác cái gì, hiểu không? Thì ví dụ như là những bạn mà không có sở hữu xe như là anh với em thì họ chỉ nghe 600 thì họ chỉ quan tâm là là nó phải giống nhau. Tại vì hai con cùng phân khúc 600 phân khối mà. Dạ. Trước giờ em có bao giờ em chạy sport chưa? Chưa. Nhưng mà chưa bao giờ sở hữu và chưa bao giờ chạy luôn. Dạ. Nếu vậy thì đây là một cái cơ hội để cho Nga và các bạn xem trên Vinh là cao mét mấy? Mét 6. Mét 6 thật sự là nó cũng là một cái chiều cao khá lý tưởng với nữ, nhưng mà chạy được xe mô tô không thì... Nếu mà minh chứng thì em thấy được là em lái con này có dễ không? Ủa, em mua lâu chưa? Em mua mới được 1 năm. Mới được 1 năm là sao bà? Mới được 1 năm? Thiệt không? Thiệt. 1 năm là chạy cứng rồi đó.
Thì chúng ta sẽ cùng xem coi là Nga leo lên con này và gắt tới gắt lui xem cái cảm nhận của Nga là sao. Trước giờ là kênh anh là chưa có bạn nữ nào mà trải nghiệm xe của anh hết. Dạ. Ừ, vậy giờ em ngồi thử để anh dịnh cho. Thử nha. Tự tin không? Tự tin. Người chưa leo lên tự tin. Nhón nhiều không? Không. Căn bản đó là 600 nó khá thấp. Dạ. Và con này nó cũng không có cao mấy. Kể cả anh thì anh ngồi con này thì nó khá nhỏ so với anh luôn á. Thì nếu mà mấy 6 thì em thử cầm lên cái ghi đông coi. Em thấy sao? Thấy cũng được. Em thử tự đẩy cái xe lên coi. Không được bóp cô. Nặng không? Thấy nhẹ hơn xe em á. Nhẹ hơn xe em hả? Sao nhẹ xe em ta? Xe em mấy ký? Xem 200kg, xăng nữa là 220 rồi. 220kg? Xe anh có 180 mấy kg ạ? Thiệt? Thì em thấy là vậy nếu mà đổ full xăng chắc cỡ cho là 200kg luôn đi thì cái sự chênh lệch rất là lớn. Con bé này sao nó rành thông số xe ấy vậy? Có đi review xe ở đâu không vậy? Google ơi. Thực tế các bạn, anh thì thường thường anh không có theo dõi những cái thông số, thì thường thường khi nào anh quay thì anh mới ấy thôi. Dạ. Em muốn chạy thử không? Thôi. Thôi gì, cái gì đâu mà thôi. Chị thử vòng đi, coi là cái khả năng có tự tin không? Vô luôn. Dạ xíu nữa đi. Xíu nữa. Ủa, đó. Em tưởng anh kia chạy. Ngắn liền liều ghê bạn, kêu chạy không, kêu chạy. Chứ mà xíu nữa đi, quay xong đã bà, từ. Để em xuống cái. Rồi, lên, dạ. Quên. Đặt trống. Rồi, lên xuống. Ây dạ. Sao? Thấy cũng nhẹ. Thì nhẹ hơn là cái chắc rồi. Em biết lý do tại sao không? Thì nó là xe đua cho nên là nó nhẹ hơn xe. Cũng đúng. Ví dụ như các bạn sẽ thấy nè, ở đây là các bạn thấy được là sườn nhôm, cái sườn nè, cái gấp nó full nhôm luôn. Còn các bạn coi bên con CB650R thì tại vì đây á là xe kiểu phổ thông và xe kiểu naked city cho nên sử dụng để chạy đường phố hoặc là touring thôi, cho nên sẽ không được trang bị mấy cái đó, nó cũng không dạ. Để làm gì, đúng không? Và cái giá thành nữa. Nếu mà em thì em cho em chọn lại thì em có muốn đổi không? Thôi em thích chạy này, nó dễ điều khiển. Thoải mái hơn, dạ. Không? Còn cái này thì suốt ngày nó cứ phải. Nó gồng, dạ. Nó hơi gồng. Nhưng mà nếu mà đã mê sport rồi là sẽ khó mà biết ra lắm á, nói thiệt. Khi mà đã mê cái dòng này rồi thì nó khó mà cai nghiện được. Nhưng bây giờ anh chạy sport rồi là anh chỉ quen là chạy luôn. Dạ. Còn khi mà em lái con này thì có cái gì khó khăn với em không? Thì dắt nó hơi nặng thôi đó, chứ tư thế lái em thấy nó bình thường, dễ hơn này nhiều. Dạ. Hồi nãy em thấy em leo lên leo xuống là thoải mái luôn á. Xe này đi 1 năm rồi mà sao ken dữ vậy? Dạ. Ý là đi 1 năm rồi mà sao nó ken nó mới như vậy? Thì mình chịu khó, mình vệ sinh rồi đánh bóng này nọ. Ủa gì hả? Ờ. Mà có chạy nhiều không? Không, mới có 8 ngàn. 1 năm 8 ngàn ở đâu coi thử coi. Còn xe có 8.000 km là bao nhiêu? À, này đời chết 222 21, 22 đúng không? Má ơi, làm sao lại đổi nóng bóp? Tại em thích thương hiệu luôn hả? Đúng rồi, thương hiệu. Trời ơi, thương hiệu của nó luôn các bạn ơi. À, có lên được đồ chơi cho cái con này cái gì chưa? Chưa, mua xe hết tiền rồi. Nè, anh thấy lên cái đèn này nè. Đó, bực đó các bạn coi thử coi. Ghê các bạn. Con gái đi mua CB650R. Độ nữa. Ghê. Ủa cái này, cái xi nhan. Họ đi lét luôn nè. Mà sao nó chớp nhanh dữ vậy? Chớp hơi lẹ không? Dạ. Cái này vô cục chớp để chỉnh cho cái tốc độ nó dài chút thì nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Rồi cái này nó chớp hơi lẹ. Rồi biển số đứt gầm luôn. Rồi. Ghê thiệt. Sao không thay bon? Dạ. Sao không thay bon? Thôi, nó hết tiền rồi thay hoài. Ừ, máy em ru à. Em mới công nhận là xe Honda máy của em không? Em lắm luôn á. Đã không? Rồi chơi vậy ba mẹ nói gì không? Dạ mua, không. Mà cái này chứ mua lén quá, không bà đâu biết. Có đâu, tại mẹ thích mẹ cho thôi. Rồi, sướng vậy. Nhưng mà sao lại chọn CB650? Thì em thấy nó giá tiền rẻ nhất phân khúc. Nó dễ dắt này nọ nữa. Đúng. Nhưng mà cái vấn đề nó là nó bền.
theo anh nghĩ là vậy. Tại vì anh làm rất là nhiều xe CB650R rồi, rất là bền. Máy móc rồi bảo trì cái thứ nó rẻ, nó không có bị gọi là hư vặt hay là nó phát sinh gọi là nó lâu rồi hư này. Em chỉ đổ xăng hay nhớt là chạy thôi đúng không? Dạ. Ban đầu em tìm xe khó không? Dạ cũng không khó lắm, tại cái này người ta marketing dữ lắm. Ừ, cái số lượng xe nó nhiều nữa. Dạ. Còn nếu như chơi mấy công anh là tìm xe là cũng khùng muốn đầu đúng luôn. Ok, chúng ta sẽ quay lại xe của Vinh nha. Thì khi mà em thấy con này thì em thấy có hay thắc mắc là tại sao các bạn hay hỏi không? Hay kiểu so sánh xe anh với xe em không? Em không nhận không? Lâu lướt TikTok rồi người ta hay hỏi là CBR600 với là CBR650 thì khác nhau cái gì mà tại sao lại có cái gì đó khác nhau á, kiểu vậy đó. Như nãy anh có nói là 600 và 650 nó cùng phân khúc. Thì nếu mà cái này là lần đầu tiên em thấy luôn đúng không? Dạ. Thì theo cái đánh giá của em đi, thì em thấy nó khác nhau gì không? Khác nhau gì? Để thử đây, để dắt xe lại cho. Mình vừa phát hiện được một mầm non của ô tô bị lốc. Không, em cứ nghĩ gì em nói vậy thôi, đâu có sao đâu. Các bạn thông cảm nha, tụi mình không có kịch bản gì á. Này là tụi mình vô tình gặp nhau cho nên nó hơi bất ngờ. Đó, để đây cho em dễ so sánh nè. Để so sánh đi. Thì em thấy nó khác thì cái dáng thôi chứ. Ừ. Còn máy móc Honda nó bền mấy chục năm nay rồi. Mấy trăm luôn á. Mấy trăm năm luôn. Ừ, thiệt mà. Nó chứ trăm mấy năm rồi anh lố. Sao hai con màu đen nè. Nhưng mà nếu mà mình để mình nói chạy mỗi ngày chắc anh vẫn lựa con này. Đúng rồi, cái này lâu lâu đi cà phê cuối tuần này nọ. Ừ, chứ mỗi lần dắt ra thấy quải luôn rồi. Em thấy cái chiều dài xe nó khác nhau rất là nhiều. Đúng không? Chiều dài xe nó khác nhau rất là nhiều. Còn về đầu xe thì sao? Cũng đẹp, con nào cũng đẹp hết trơn á. Bình thường em bảo trì thì em có đưa ai đi không hay là em tự em... Em tự em ra Honda phát tiếng. À, là mình bảo hành và mình chăm sóc ở chính hãng luôn. Dạ. Vậy thì anh nghĩ là nó sẽ tốt nhất chứ. Dạ. Nó tốt nhất và nó tối ưu nhất mà mình cũng không có lo gì hết. Dạ đúng. Thì cái quy trình họ làm lẽ. Dạ cũng tiếng rưỡi á. Ừ. Tại vì thật sự anh tham quan và anh làm việc với lại bên phát tiếng thì cũng mấy lần rồi. Dạ. Thấy cái quy mô quy trình cũng rất là ok. Con này thực sự xe Thái nữa thì thôi chứ không có gì để bàn. Mình rất là thích. Đã lắm. Có tính tương lai lên bồ? Dạ có, mình nào có tiền đi. Nữa con nhỏ này nãy giờ nó nói chuyện tiền bạc mấy lần rồi đó. Chứ cứ than nghèo nhà làm bự quá trời, cái tiệm đúng bự luôn. Ghê thiệt. Ê, về gửi hình tiệm cho anh để anh về anh up lên cho bạn biết. Các bạn có ấy thì qua ủng hộ. Qua ủng hộ với Nga nha các bạn. Có em làm gì mà hả? Có tốn tiền không? 10 triệu chứng khoản xin tin cho anh. Em bán gì nói cho bạn biết rồi. Ờ, nhà mình bán bia ở quận 11 á, các bạn ủng hộ. Nhưng mà chạy xe thì sao? Không đủ uống bia. Đúng rồi, không đủ uống bia chạy xe nha. Tụi mình làm cái gì ra cái đó các bạn. Về thông tin của bé Nga thì mình sẽ để ở đây đi cho các bạn tham khảo. Còn mà các bạn có muốn thấy con bé này trên kênh mình nữa không thì các bạn hãy comment bên dưới nha. Để biết cho các bạn biết có thích coi không thì anh mới rủ nữa chứ, đúng không? Còn TikTok thì sao, em có rủ anh qua kênh em quay không? Chắc có. Nhưng mà đừng bắt anh làm việc 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 nhiều quá, anh không có rành mấy cái đó, có gì chạy anh nha. Dạ. Không có rành TikTok anh làm chén ngò mà. Đi TikTok anh Vinh không ai coi á. Rồi em muốn chạy thử không? Thử ha. Dạ. Nhưng mà xe này á, thứ nhất là cái ga nó rất là nhạy. Thứ hai là cái tiếng nó sẽ khá là ồn, cho nên nhiều khi em sẽ giật mình hoặc là em cũng hạn em đừng có nên không. Đừng có lên nhà nha, tại vì xe nó mạnh ra con này như mã biết không? Nếu mà anh nhớ không lầm thì con này anh làm tới 120 mấy mã luôn. Cho nên với lại anh có làm dĩa rồi, anh làm dây ga rồi, cho nên cái độ mạnh nó khá là khác. Yeah. Và cái thế ngồi nó sẽ làm cho em dễ giật mình lắm. Nên nếu mà chạy á thì cứ làm quen. Thứ nhất, cái thứ hai là cái này nè. Mình muốn chú ý cái này nữa nè. Cái này nó gọi là góc lái. Em thấy góc lái này nhiều không? Con này thì nó chỉ một nửa con này thôi. Ví dụ như là xe em ở đây là nó mới hết đúng không? Còn xe anh á là đây là nó hết rồi nè. Cho nên nếu mà hoành đầu xe á thì em hãy dừng hẳn xe lại và từ từ thôi. Dạ. Đó, chứ nhiều khi ấy cụp cái là ngã. Được tin chưa? Có những cái có thể xảy ra. Thứ nhất là xe rất mạnh, dễ bị tuột tay nè. Thứ hai là hoành đầu hơi khó. Tại vì cái góc lái nó thấp.
mặt lái nó ít. Thứ ba là xe ồn vậy thôi. Dạ. Let's go. Chạy thiệt không? Thiệt mà. Đội nón vô á. Ừ, đội nón vô. Ủa, tính không chạy không nón hả? Vô các bạn. Anh dẫn xuống cho em đi. Trời. Hai sĩ. Ủa chạy sao anh? Ê. Ủa. Xe này cũng giống như xe em thôi chứ khác ý, gì ý đâu. Là em chạy vòng nha. Ừ, chạy lên vòng rồi quành đầu lại thôi. Khi mà đề á là em nhớ giống xe em thôi. Đừng có lên ga. Tại vì khi mà bấm đề mà lên ga là nó sẽ rất là lẹ. Thì chạm vô cái nút đề là nó lên rồi. Tự tin không? Thử nha. Hai bạn nãy giờ đứng đợi sao không nói, sao không ra không, hiểu thấy anh quay nè em không trời ơi, lên clip luôn đây, lên clip luôn. Nè nè nè, đây nè, chết rồi, đẹp trai hơn mình nữa, bị chiếm sóng rồi bạn ơi. Ok, à, đi đâu qua đây vậy? À, em tới đi cà phê đi công việc. À, cảm ơn. Ừ. Trời ơi, đẹp trai đẹp gái ghê á. Bye. Mình mà gặp người xem kênh nào cũng vậy, chắc mình phải đi sửa mũi quá các bạn. Ai cũng đẹp hơn á, không biết sao nữa. Mình bị chiếm sóng, mình bị chiếm sóng rồi. Thật ra thì khi mà đã sử dụng được những cái xe này, khi mà các bạn có kỹ năng các bạn chạy được xe này thì xe côn nào cũng chạy được. Nó không khác nhau gì hết, chẳng qua là nó khác nhau về sức mạnh, về hình dáng, cân nặng, chiều cao, hoặc là những cái vấn đề khác thôi chứ đã chạy được rồi. Đã chạy được rồi thì các bạn cứ tự tin mà lái. Đừng có sợ. Ủa sao lâu vậy ta? Lấy xe rồi. Kìa đó, có đâu nó quẹo qua bên kia, đang quay đầu lại không được à. Thấy rồi, thấy nó đứng rồi, nó đang không quay đầu được á. Xe thấp lắm, nó không quay đầu được á mà. Nhưng mà các bạn biết sao không? Mình tự tin mình đưa lắm. Tại vì xe này khá là to so với nó nhưng mà nó vẫn chạy được. Thì có nghĩa là con đó chạy cũng được, không sao. Chẳng qua là về cái vấn đề xử lý thôi. Kìa, đang có người lùi xe lại giùm kìa. Không có quay đầu được. Đang có ông chú là ông đang nhìn. Khi nào mà chưa chạy xe bao giờ mình mới sợ. Như vậy các bạn chưa chạy mô tô thì không được, cái đó nó nguy hiểm. Nhưng mà bé Nga đã chạy một năm rồi thì ok, không sao. Đó, về đó, thấy không? Quay đầu khó chắc chắn luôn, con mình nói đúng không? Qua đây nè em, qua đây nè. Sao? Ê dạ. Trời ơi. Quay đầu không được đúng không? Đúng rồi. Biết ngay. Thế nhờ cái chú kia lòi cái đùi ra. Quên muốn chết. Không sao, nói chung là ví dụ như những cái trường hợp đó thì sau này anh sẽ chỉ em cách xử lý. Và em không bị phụ thuộc ai luôn. Ví dụ những cái khúc mà em bị không có lết cái xe ra được á thì em sẽ như thế này. Em leo xuống xe cho anh. Đúng rồi. Nãy em leo xuống xe đúng không? Đúng rồi. Ừ, leo xuống xe dắt luôn, không sao đó. Rồi để anh chạy xe lên đã một chút. Sao? Review cho các bạn cảm nghĩ. Nó mạnh lắm á. Nãy có nãy dạ. Thử, nãy thử dặn không? Nãy nói chung là cái đề nó mạnh hơn con nát nhiều. Nó đề ba tốt. Nhưng mà hổn không? Cũng hổn, nhưng mà nếu mà chạy quen rồi thấy nó bình thường. Còn đúng em rồi. Em nó lạ xe thì nó đúng khác. Đúng rồi, nó lạ xe là dạ. Mình có bị áp lực tâm lý là xe lạ nữa. Dạ. Chứ không phải là nó khó lái đúng không? Dạ. Em thấy chủ động sao? Cái con máy nó hẹp lắm, nó hẹp hơn. Khó chịu nhiều đúng không? Mà thật sự nha, em ngồi này đúng ngầu luôn á. Chấp nhận không? Xíu em coi lại. Xíu coi lại nha, thật sự rất là ngầu. Nhìn nó ngầu hơn nhiều luôn á. Tại vì Sport lúc nào nó cũng mang cho cảm giác rất là ngầu. Vậy thôi đổi xe. Thôi tính ra là Vinh vẫn lời nha bạn. Tại vì xe này mới quá, có 8.000 cây rồi. Mua lại bán cũng lời luôn á. Thiệt, mua lại bán rất là lời. Thêm cảm nhận đi, thêm cảm nhận cho các bạn coi. Nóng không? Nóng. Thế là chạy cũng 5 phút chứ ít gì.
nóng mà nó phà lên ở đâu? Nó không phà vô với cái vị trí nào trên người em mà thấy nóng? Không, em thấy nó tỏa ra. Còn cái này thì nó nóng mà nó thổi lên trên người. Thổi lên trên người luôn hả? Ừ, nó thổi lên trên người, thổi lên trên tay nè. Ghê vậy? Ừ. À, thì mình sẽ nhìn ở đây thôi. Ở đây thì em thấy là hai bên viền áo nó khá là bít bụng. Dạ. Và cái khí đồng học con này á, khi mà nó cái máy nó cái quạt nó quay á thì nó sẽ thổi qua hướng này nè. Đó, nó sẽ gom hết không khí nóng nó ra hướng này. Dạ. Xong rồi cái nó ra hướng này thì là anh chỉ bị nóng ở ngay cái chỗ cái chân à. Ừ. Còn cái dạng áo của con nách á thì nó hở ra. Đúng rồi. Nó thở ra hết luôn. Nó thở ra toàn bộ luôn. Nhưng mà thật ra khi mà như vậy á thì con này nó giảm nhiệt, khi mà mình chạy nhanh á nó giảm nhiệt tốt hơn. Con này thì nhưng mà một phần là do nipozin đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, con này em thay bô thì mà thì sao chưa thay bô? Để có tiền đi. Cái nửa tiền nó hoài. Trời ơi. Thôi để anh cho mượn. Được, bạc bạc ba đi. Cũng được. Ôi, cũng được. Đó thì cái set bô em thấy được là chất liệu của nó là titan. Thì nó hấp nhiệt nhanh mà nó tỏa nhiệt cũng nhanh nữa. Dạ. Có nghĩa là nó nóng nó rất là lẹ nhưng mà nó nguội đi cũng rất là lẹ. Và nó giảm được cân nặng nè. Dạ. Nhiệt độ nè. Còn này còn cái bô của em là hả chạy vậy để nửa tiếng cũng chưa, nó chưa có nguội luôn. Đúng rồi, nó hơi khó chịu chuyện đó. Còn xe này em khi mà em chạy em giống chân thì em thấy sao? Thấy bình thường, tại em chạy xe không có lớn lâu cho nên là thấy nó cũng bình thường, quan trọng cái kỹ thuật mình chạy thôi. Chính xác. Còn cái này chứ... mình chưa quay xe thì dạ. Mình chưa có quay đầu được thôi. Dạ. Thì hồi nãy anh cũng nói với các bạn á là anh nghĩ em không có bị khó khăn trong cái chuyện chạy xe anh đâu. Tại vì đã chạy xe này một năm trời rồi. Và lúc mà lúc mà mới chạy á mà mình chạy những xe khác mình cũng bị giống em. Dạ. Cũng bị gọi là xe lạ không quen côn. Chính xác, không quen côn, không quen cái thế. Dạ. Không quen góc lái, rồi thắng nữa. Nãy anh cũng quên dặn là nếu mà thắng cái xe anh á thì đừng có nên siết thắng. Dạ. Rà rà nhẹ nhẹ thôi. Bóp thả. Đúng rồi, nhẹ hoặc là mình bóp nữa thôi. Rồi xe này nó lên thắng vậy nó rất là gắt. Dạ. Ok, mình nghĩ là video cũng chỉ vậy thôi chứ. Hơi dài rồi đó. Hơi dài lắm, đầu nói quay chơi thôi mà. Đây có bận gì không? Có phải đi đúng không? Dạ. Ừ, nói chung là Camel này bất đắc dĩ mà Camel này ham vui cho nên nãy giờ quay cũng nửa tiếng rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết vlog lần này. Vinh và Nga rất mong là trong tương lai sẽ có thời gian để mà quay thêm những cái vlog cho các bạn xem. Các bạn muốn Nga review xe gì hoặc là quay về chủ đề gì thì các bạn hãy liên hệ cho Vinh và TikTok của Nga bên dưới. Nhớ comment nha. Em có muốn nói gì với các bạn không? Mấy bạn muốn tôi xuất hiện nữa, mấy bạn comment ở dưới nha. Em thi rap Việt nữa. Em thi rap Việt vậy rồi. Sao? Ok mà, gì đâu. Em đang chỉ xuống dưới mà, chứ đâu có rap gì chứ đâu. Rap Việt đúng không? Rồi, TikTok của em. TikTok của mình là Kim Nga, cứ bấm là ra. Ồ, Kim Nga cứ bấm là ra, nhìn nó bấm. Ok, bye bye. Vậy thôi, đổi xe.